mình hôm nay mình sẽ tiếp tục tập phần 2 bài thái cực song quạt trên nền nhạc miền Trung nhớ bác cho các bạn nhá. Hôm nọ mình hôm trước mình đã quay được đến câu 11 rồi các bạn nhỉ. Đang thế nào? Câu 11. Bây giờ các bạn này, câu 12 này. Các bạn 12 2 này. 3 4 13 2 3 mình tập lại nhé. Đây các bạn này, 12 2 3 4 câu tiếp 13 13 2 các bạn đưa vào 3 4 mình làm lại một lần nữa nhé. Đây các bạn bật ra này, các bạn này 12 các bạn đưa vào thu chân lên 2 các bạn đưa tay này ra đằng sau 3 và các bạn bật vào 4 và các bạn 13 2 các bạn đưa lên đưa tay này 3 đấy đây xin hỏi mình hát nhạc luôn nhé. Xin hỏi đường nào bác đã quay, khi bác tìm đường cứu nước ai hay. Đấy mình ghi lại này. Đây đông về 12 2 3 4 13 2 3 xin hỏi đường nào bác đã qua khi bác tìm đường cứu nước ai. Các bạn chống chân ra. Đấy. Đây. Xin hỏi các bạn này, xin hỏi đường nào bác đã qua khi bác tìm đường cứu nước ai. Đấy. Mình làm lại nhé. Đây một lần nữa này. Đây. Các bạn thấy này, xin hỏi đường nào bác đã quay khi bác tìm đường cứu nước ai. Và các bạn xoay. Trời miền Trung mưa tuôn nắng cháy. Đấy là câu 14. Mình đọc lại nhé, từ câu 12 này. Đây 12 2 này 3 này 4 13 2 này 3 này 14 2 đá chân 3 4 từ câu mình đấy nhá. 12 2 này 3 này 4 13 2 này 3 và các bạn đang xoay người này 14 2 này đá chân 3 4 15 2 3 4 16 2 3 16 2 3 16 2 này 3 4 mình làm lại. Đây nha các bạn, đây. Đây. 14 2 đá chân 3 4
10, 5, 2, đá thêm 3, 4, 10, 6, 2, các bạn, bà sang, 3, 4, và các bạn đưa sang đây. Đây, các bạn đang như này nhé, đang như này nhé, đây, 14, 2 này, 3, 4 này, 15, 2, 3, 4, 16, 2, 3, và các bạn nguồn tay vào đây, 4, 17, 2, 3, 4, mình làm lại. Nha, mình làm lại cái câu 12 nhé. 12, 2, các bạn thu chân lên. 12, 2, các bạn thu chân lên và đưa quạt lên trên đầu này. Đưa quạt lên đâu? 3, là thu vào, đánh vào lần nữa. 4, 10, 3, 2, 3, và các bạn xoay người, 14, 2, đá chân, 3, 4, 15, 2, 3, 4, 16, 2, 3, 4, 17, 2, 3, 4, mình làm lại, đây. Đây. 12 2 này. 3 này. 4. 13 2 đưa vào 3. 4. Xoay 10. 14 2 3 4 15 2 3 4 16 2, 3, 4, 17, 2, 3, 4. Mình kết hợp nhạc nhé. Xin hỏi đường nào bác đã qua đây, khi bác tìm đường yêu nước ai hay. Trời miền Trung mưa tuôn nắng cháy, đất quê tôi theo bạc suốt dặm trường, để bây giờ bạc đất ngồi mãi nhớ. Mình đi lại nhé. Xin hỏi đường nào bác đã qua đây, khi bác tìm đường yêu nước ai hay. Trời miền Trung mưa tuôn nắng cháy, đất quê tôi theo bạc suốt dặm trường, để bây giờ đất gọi mãi nhớ thương. Đi lại đây. Xin hỏi đường nào bác đã qua đây, khi bác tìm đường yêu nước ai hay. Trời miền Trung mưa tuôn nắng cháy, đất quê tôi đưa bác suốt dặm trường, để bây giờ đất gọi mãi nhớ. Câu 18 này, câu
18 nó là nhạc cả. 1 này, 2 này, 3, 4 này, câu 19 này, 1, 2, 3, 4. Câu 20, các bạn đưa lên. Và các bạn chống chân. Đấy. 20, 1, 2, vòng lên. 3, 4, và câu 22, 2, 3, 4. Đấy. Đấy nhá các bạn này. Đây. 18, 2, đưa chân lên. Các bạn giật vào. 3, 4, 19, 2, 3, 4, 20, đưa lên đầu, 2, các bạn xoay chân, 3, 4, 21, 2, đưa, 3, 4, và bước chân này trái lên, phải lên, 2, 2, 2, 3, thu chân về, lại nhé. Đây, mình đi lại từ câu 12 nhá. À, từ câu đây nhá. Đây, 18, 2 này, 3, 4, 19, 2, xoay sang đây, 3, 4, 20, 2, các bạn chống chân, 3, 4, 21, 2, 3, các bạn thu chân về, 4, 2, 2, 2, thu chân về, 3, 4. Mình làm lại từ câu 12 nhé. Đây, xin hỏi đường nào bác đã qua đây, khi bác tìm đường cứu nước ai? Trời miền Trung mưa tuôn nắng cháy, đất quê tôi đưa bác xuất dặm trường, để bây giờ đất gọi mãi nhớ. Mười tám, hai, đưa lên trên, ba, bốn, 19, 2, 3, 4, 22, 3, 4, 21, 2, 3, các bạn đưa làm sau, 4, 22, 2, 3, 4, mình làm lại nè, đây. 12, 2, thôi mình hát thôi nè. Xin hỏi đường nào bác đã qua đây, khi bác tìm đường cứu nước ai? Xoay người, trời miền Trung mưa tuôn nắng cháy, đất quê tôi đưa theo bác suốt dặm trường, để bây giờ đất gọi mãi nhớ. 18, 2, 3, 4, 19, 2, 3, 4, 22, 3, 4 rồi, 21, 2, 3, 4, 22, 2, 3, 4, mình làm lại. Xin hỏi đường nào bác đã qua đây, khi bác tìm đường cứu nước ai? Trời miền Trung mưa tuôn nắng cháy, đất quê tôi đưa bác suốt dặm trời.
đất gọi mãi nhớ. Mười tám, hai, ba, bốn. Mười chín, hai, ba, bốn. Hai mươi, hai, ba, bốn. Hai mốt, hai, ba, bốn. Hai hai, hai, ba, bốn. Mình làm lại để được tám mươi nhé. Đây. Xin hỏi đường nào bác đã qua đây thì bác tìm đường cứu nước ai hay? Trời miền Trung mưa tuôn nắng cháy, đất quê tôi theo bác suốt dặm trường để bây giờ đất gọi mãi nhớ. Mười tám, hai, ba, bốn. Mười chín, hai, ba, bốn. Hai mươi, hai, các bạn xoay mũi chân. Ba, bốn. Hai mốt, hai, gập vào. Ba, và các bạn đóng vào sau. Bốn, hai, 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 ba, bốn. Mình làm lại một lần nữa nhé. Là mình xin kết thúc video ở đây nhé. Đây. Bây giờ. Xin hỏi đường nào bác đã qua đây khi bác tìm đường cứu nước ai hay? Xoay người này. Trời miền Trung mưa tuôn nắng cháy, đất quê tôi đưa bác suốt dặm trường để bây giờ đất gọi. Đầu tay bạn mãi nhớ vòng à. Và câu 18, 2 các bạn đưa lên đây. Giờ về 3, 4, 19, 2, 3, 4, 20, 2 thì các bạn chống, quay về đây, 3, 4 này, 21, 2, các bạn thu về, đưa ra đằng sau, 3, 4, và 2, 2, 2, các bạn thu chân về, 3, 4. Mình xin kết thúc phần 2 của bài Thái cực quạt đến đây nhé. Và hôm sau mình sẽ tiếp tục. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn nhé. Và có gì cần góp ý các bạn cứ viết ở phía dưới để mình sẽ đọc và tiếp thu, xong mình sẽ hoàn thiện cho những video tiếp theo các bạn nhé. Xin chào các bạn.